chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đêm qua tiếp tục lại là một đêm mưa và rét đối với các tỉnh miền Bắc. Vào nửa đêm và sáng sớm nay, gió đông thổi nhẹ nên độ ẩm không khí khá cao, hầu hết đều ở mức trên 90%, trời nhiều mây, âm u và có mưa nhỏ rải rác với lượng không đáng kể. Mặc dù đến sáng nay thì nhiệt độ có tăng nhẹ, phổ biến từ 16 đến 19 độ, tuy nhiên cảm giác lạnh vẫn còn duy trì. Ở vùng núi thì do nhiệt độ xuống thấp, duy trì trong khoảng từ 12 đến 14 độ. Ở đỉnh núi cao nền nhiệt có thể xấp xỉ 10 độ. Vì vậy bà con nông dân không nên thả rông đàn gia súc, cần có các biện pháp bảo đảm tránh rét cho đàn gia súc gia cầm. Trái ngược với thời tiết miền Bắc, tại các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ, thời tiết ấm áp và trời ít mưa. Từ ngày hôm qua thì cũng bắt đầu bước vào chu kỳ chiều cường diễn ra. Sang ngày hôm nay, dự báo đỉnh chiều tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn tiếp tục vượt báo động 2 và xấp xỉ báo động 3. Chính vì vậy sẽ gây ngập trên diện rộng hơn cho một số vùng trũng thấp thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm chiều cường diễn ra là từ 4 đến 7 giờ và từ 16 đến 19 giờ. Quay trở lại miền Bắc, trong ngày hôm nay, hình thế thời tiết chủ yếu chi phối là khối không khí lạnh có trung tâm lệch về phía đông, trời vẫn nhiều mây, vào đêm và sáng thì độ ẩm không khí duy trì ở mức cao và đôi lúc còn có mưa nhỏ kết hợp với sương mù nên làm giảm tầm nhìn, đặc biệt là ở vùng núi cao. Trời ấm dần lên do nhiệt độ có xu hướng tăng chậm, buổi sáng thì hầu hết các nơi nhiệt độ từ 18 đến 20 độ, từ sau 9 giờ sáng nền nhiệt tăng dần với nhiệt độ cao nhất nhiều nơi ở mức trên 20 độ, có nơi từ 22 đến 23 độ vào thời điểm giữa trưa. Đến chiều tối và đêm thì nền nhiệt lại giảm dần nhưng cao hơn so với đêm qua khoảng 1 độ. Thời tiết trên khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ vẫn ổn định, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời cũng ấm dần lên, ban ngày nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 25 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam, ở phía Bắc nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, trong khi đó thì ở phía Nam hầu hết các nơi đều xấp xỉ hoặc trên 30 độ và mưa chỉ xuất hiện thoáng qua vào chiều tối và đêm ở một vài nơi thuộc vùng ven biển. Ở sâu xuống phía Nam, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mang thời tiết đặc trưng của mùa khô, trời có nắng từ khá sớm và kết thúc muộn nên nhiệt độ cao hơn hẳn các tỉnh miền Bắc. Riêng đối với thành phố du lịch Đà Lạt thì từ đêm trời rét với nhiệt độ dưới 15 độ và ngay cả ban ngày thì nhiệt độ cũng không vượt quá 24 độ. Trong 48 đến 72 giờ tới, nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ có xu hướng tăng chậm, trời ấm dần lên trong 2 ngày tới, sau đó thì không khí lạnh được tăng cường nên nhiệt giảm trở lại, các tỉnh phía Nam thời tiết ít biến đổi. Và sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rải rác, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Riêng tại khu vực Điện Biên, Lai Châu có mức nhiệt độ từ 26 đến 28 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác vào đêm và sáng, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi chỉ từ 13 đến 15 độ. Tại khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Tại khu vực Trung Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Tại khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại khu vực vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa một vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa một vài nơi với tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 25 đến 26 độ. Thưa quý vị, trong ngày và đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vào đêm và sáng, trời ấm dần lên. Các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ít mưa, ngày nắng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại cho các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.